Từ một chi bộ chỉ với 3 đảng viên khi thành lập, qua 8 năm xây dựng và phát triển, chi bộ trường mầm non Sen Hồng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đã phát triển được 14 đảng viên mới, trở thành đơn vị điển hình trong tạo nguồn và phát triển đảng của quận ủy Ngũ Hành Sơn và là chi bộ vừa được thành ủy tặng bằng khen chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2018-2022. Hiện chi bộ trường mầm non Sen Hồng có tổng số đảng viên là 17 đồng chí. Có một quần chúng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp vào đảng và hai quần chúng vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Công tác phát triển đảng viên ở chi bộ luôn đảm bảo mục tiêu, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, thực hiện đúng quy trình thủ tục về công tác kết nạp đảng viên. Chúng tôi cũng sẽ có những cái giải pháp riêng nhằm giữ chân những cái người mà lao động hợp đồng ngắn hạn để có một cái hợp đồng dài hạn cho họ, và chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển đảng những cái đối tượng này. Cùng với chú trọng giáo dục rèn luyện để mỗi đảng viên là tấm gương cho quần chúng noi theo, nỗ lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chi bộ luôn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình trên tinh thần góp ý xây dựng để đảng viên, đồng chí, đồng nghiệp mình phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, đoàn kết xây dựng chi bộ, trường học vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo các tiêu chí trí, thể, mỹ. Đối với chi bộ trường mầm non Sen Hồng thì đảng bộ phường luôn đánh giá cao về cái tổ chức sinh hoạt của chi bộ, đặc biệt là trong công tác phát triển đảng viên. Trung bình mà một năm là phát triển gần được 2 đảng viên. Đây là một chi bộ phát triển đảng viên rất tốt trên địa bàn phường, và cũng qua đây thì cũng mong muốn các chi bộ còn lại trên đảng bộ phường thì cần học tập cái mô hình của trường mầm non Sen Hồng. Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng vừa qua, chi bộ trường mầm non Sen Hồng vinh dự là một trong 3 tổ chức cơ sở đảng của phường Khuê Mỹ được Thành ủy Đà Nẵng tặng bằng khen, công nhận chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2018-2022. Và đó chính là động lực để chi bộ tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.